Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Mini Việt Nam đang đứng trên một cái tòa nhà cao và ngắm xuống bên phía cái sân bay Tân Sơn Nhất để xem tình hình sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay như thế nào nha quý vị ha. Có một hàng máy bay, có Pacific Airlines, Vietjet và phía xa kia thì có một con Vietnam Airlines và một số cái cánh máy bay của hãng hàng không Bamboo ha quý vị ha. Đây một con Bamboo Airways này quý vị ha. Không khí có vẻ như khá là ảm đạm thưa quý vị. Hiện tại thì quý vị đang rất là mong chờ những cái chuyến bay quốc tế thương mại để mà quý vị có thể về nước. Rất nhiều công dân Việt Nam chúng ta đang mắc kẹt ở các nước trên thế giới thì rất mong muốn được về Việt Nam sớm ngày nào hay ngày đó. Và hiện tại thì chỉ có những chuyến bay hồi hương và quý vị phải đăng ký thông qua đại sứ quán và phải chờ đợi cũng khá là lâu mới đến lượt của mình. Rất là may mắn cho một số anh chị đã được về tới Việt Nam, còn một số anh chị chưa được về Việt Nam thì chúng ta hãy cố gắng chờ đợi những cái địa chỉ email thông báo từ phía bên đại sứ quán các nước sở tại mà quý vị đang ở ha. Quý vị lưu ý mở và check mail thường xuyên hàng ngày, thậm chí là trong cả các cái hộp thư spam nữa quý vị ha. Đây là cảnh Sài Gòn buổi hoàng hôn thưa quý vị. Quý vị thấy mặt trời đang lặn xuống ở phía kia ha. Còn góc đây là phía đường bay Tân Sơn Nhất. Cái đường băng hạ cánh của Tân Sơn Nhất đang được sửa chữa quý vị ha. Cho nên đây cũng là một trong những cái khó khăn để khi mà chúng ta mở cửa đường bay quốc tế thì cũng phải giải quyết xong cái đường băng này. Thì dự kiến là sẽ sửa chữa xong trước cái Tết Dương lịch. Thì không biết là cái tiến độ thực hiện của dự án đến đâu. Thì hiện tại thì mình thấy là có một cái phần đường băng này đã làm xong rồi này. Và tiếp tục thì sẽ quân chiếu ra cái khúc giữa này. Đây có thể nói là một trong những đại công trình của cái đường băng Tân Sơn Nhất. Sau 5 năm thì lại tiếp tục sửa chữa lần nữa. Ở đây 5 năm thì đã sửa chữa một lần rồi và tiếp tục xuống cấp. Bởi vì cái lưu lượng hàng không nó quá nhiều. Các máy bay hạ cánh xuống đây rất là nhiều. Cho nên bây giờ vẫn đang tiếp tục sửa chữa quý vị ha. Quý vị thấy là những chiếc máy cẩu, máy xúc và công nhân đang làm việc. Và cái công trình này thì làm việc không những ngày mà cả đêm luôn quý vị. Các công nhân sẽ thay phiên thay ca nhau để mà cố gắng thúc đẩy cái công trình này sẽ vượt tiến độ theo kế hoạch mà chúng ta dự kiến. Đó, phía xa kia thì quý vị thấy có một chiếc máy bay. Để mình xem đây là chiếc máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways quý vị ha. Đó, hiện tại thì những cái chuyến bay mà quốc tế thì khá là hiếm hoi. Và thậm chí thì khi Mini Việt Nam đứng đây cũng đã hơn 20 phút rồi thì các chuyến bay trong nước cũng khá là ít quý vị. Đây quý vị thấy có một chiếc máy bay của bên hãng hàng không Pacific đang bay về quý vị ha. Đó, Mini Việt Nam quay cho quý vị coi này quý vị thấy. Khá là lâu thì mới có một chiếc máy bay về và hạ cánh xuống cái cảng hàng không này. Đó, bây giờ thì khi mà cái đường bay hạ cánh nó đang được sửa chữa thì cái đường băng này trước đây sử dụng là cái đường bay cất cánh thì sử dụng luôn cho mục đích là để mà hạ cánh luôn quý vị ha. Coi như là hai chiều luôn quý vị. Ngày xưa sử dụng một chiều để bay đi. Chỉ để bay thôi thì bây giờ là sử dụng luôn cái chiều này để mà hạ cánh luôn quý vị ha. Cho nên nếu như bây giờ mà cái đường bay bên đây mà cái đường hạ cánh mà chúng ta chưa sửa xong thì cũng khó mà mở cửa lại cái đường bay quốc tế này. Bởi vì cái lưu lượng hạ cánh trên cái đường băng này chúng ta mở cửa cái đường bay quốc tế thì cái lượng máy bay nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Mà nếu chỉ sử dụng một cái đường bay này vừa hạ cánh vừa cất cánh thì chắc chắn là sẽ quá tải quý vị. Cho nên một phần thì chúng ta vẫn đang xây dựng những cái phương án, các kịch bản cho các hành khách. Nếu như khi chúng ta mở cửa đường bay quốc tế thì chúng ta sẽ có những phương án rất là cụ thể để mà phòng chống và cách ly cũng như là đảm bảo cái chuyến bay được an toàn. Để mà khi những hành khách về tới Việt Nam thì sẽ được cách ly cũng như đảm bảo an toàn cho cộng đồng khi hành khách về nước. Và lúc này thì quý vị thấy một chiếc máy bay của hãng Bamboo Airways quý vị ha. Nó đang trong lúc chờ đợi để đi ra cái đường băng và bay lên. Còn đối với đường bay quốc tế thì chúng ta cũng phải còn phụ thuộc vào một yếu tố, đó là cái đàm phán giữa nước Việt Nam của chúng ta với các nước khác. Bởi vì tất cả các nước cũng như Việt Nam nói riêng thì
sẽ thực hiện cái việc mở đường bay quốc tế theo cái mô hình là đường bay nội khối, tức là sẽ bay trong những cái nước nào mà có khả năng đã kiểm soát dịch được rồi, và chỉ cho phép những chuyến bay đó sẽ được thực hiện đi qua đi lại hai chiều. Khi mà được thống nhất của bên chính phủ của hai nước thì chúng ta mới thực hiện được cái việc là mở cái đường bay quốc tế theo cái lộ trình đó là chuyến bay nội khối, thưa quý vị. Vậy hiện nay thì Việt Nam chúng ta thì trong nước thì cũng đang cái dịch bệnh cũng đang dần dần được khống chế, thì hy vọng rằng là cái đường bay quốc tế của chúng ta sẽ nhanh chóng được phục hồi với cái mô hình là di chuyển nội khối như vậy, thì nó sẽ đáp ứng phần nào được cái nhu cầu đi lại của các chuyên gia, rồi của người dân chúng ta đang còn mắc kẹt ở cái nước sở tại đó mà muốn về Việt Nam, cũng như là cái khả năng sẽ phục hồi dần dần cái đường du lịch đối với những cái nước mà chúng ta đàm phán được thành công để mà cho cái đường bay quốc tế này của chúng ta sẽ được thông suốt hai chiều. Bởi vì nếu như Việt Nam của chúng ta mà chỉ gọi là mở cửa đường quốc tế mà bay một chiều thôi thì cũng không có tác dụng gì, thưa vị. Chúng ta bay những bay một chiều thì các nước đã đâu mở đường bay chúng ta hạ đâu, thì chúng ta bay xong chúng ta đi về thì cũng không có nghĩa lý gì ha quý vị ha. Cho nên tại sao quý vị thắc mắc là Việt Nam chúng ta lại không mở cái đường bay quốc tế đi? Bởi vì cái việc này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thưa quý vị. Ngoài cái yếu tố là các cái cơ sở cũng như là năng lực tiếp nhận công dân, tiếp nhận các hành khách từ các chuyến bay xuống để mà cách ly thì có đủ khả năng hay không, rồi phụ thuộc vào yếu tố đàm phán giữa Việt Nam và các nước có cho phép chúng ta thông suốt cái đường bay hay không. Đây quý vị, đây tiếp tục là có một chiếc máy bay Vietnam Airlines, thưa quý vị. Đây, quá đã luôn quý vị ơi. Đây, chiếc máy bay của Vietnam Airlines đang hạ cánh xuống đường bay Tân Sơn Nhất, thưa quý vị ha. Đó thì quý vị thấy là khi mà chiếc máy bay Bombo muốn cất cánh thì nó phải chờ cho chiếc máy bay này hạ cánh. Đó, tại vì đang sử dụng chung một đường băng mà. Quý vị thấy mỗi lần máy bay hạ cánh xuống thì đây là cái khúc mà nguy hiểm nhất đó quý vị. Tai nạn rất dễ xảy ra cái thời điểm này. Khi mà cái lực ma sát giữa bánh xe và cái đường băng nó xịt khói, quý vị thấy nó xịt khói lên rất là ghê ha. Đó. Thì sau khi chiếc Bombo này chờ cho chiếc Vietnam Airlines kia hạ cánh thì nó mới được phép cất cánh, quý vị ha. Cho nên nếu như chúng ta chưa sửa chữa trong cái đường bay bên hạ cánh kia thì chúng ta cũng sẽ khó mà mở lại cái đường bay quốc tế được. Đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao mà đến nay đường bay quốc tế của chúng ta vẫn chưa được mở cửa. Một trong những nguyên nhân, nó không phải là nguyên nhân quan trọng, nhưng là chúng ta nếu muốn mở cửa cái đường bay quốc tế thì theo mình đi Việt Nam nghĩ là cũng phải hoàn thiện được cái đường bay hạ cánh để mà tạo thêm được cái lưu lượng cũng như là không bị áp lực về cái việc tắc nghẽn trên cái đường băng này. Khi mà sử dụng chung một đường băng vừa cất cánh vừa hạ cánh như này thì sẽ khó lòng mà kiểu như đáp ứng nổi được các cái chuyến bay quốc tế nếu như mà được mở cửa như vậy. Đó, ngoài những cái lý do chủ quan như vậy thì có những cái lý do khác quan trọng hơn, như là cái việc quan trọng nhất là cái việc đàm phán giữa Việt Nam với các cái nước khác trên thế giới để mà thông suốt được hai chiều giữa chúng ta bay qua nước đó và giữa nước đó bay tới Việt Nam. Tại vì không riêng gì Việt Nam mong muốn mở cửa lại đường bay quốc tế mà các nước khác cũng rất là mong muốn mở lại đường bay quốc tế, bởi vì nó là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho ngành hàng không phục hồi. Và khi ngành hàng không phục hồi thì cũng giúp cho các cái nền kinh tế khác kéo theo cũng sẽ phục hồi, cái việc thương mại sẽ được phát triển lại, và cũng là một trong những cái cách để mà giúp cho những cái công dân của chúng ta đang mắc kẹt ở nước ngoài sẽ sớm về nước. Đây là cận cảnh chiếc máy bay Bombo đang cất cánh ha quý vị ha. Đó thì những cái yếu tố, khá là nhiều yếu tố như vậy để mà có thể mở lại cái đường bay quốc tế, thì quý vị rất là nhiều quý vị mong muốn và rất là nóng ruột để mà chúng ta trở về quê hương như vậy, thì cũng có thể thông cảm cũng như là hãy cố gắng chờ đợi. Hoặc là nếu như quý vị đang ở các nước sở tại thì quý vị có thể đăng ký trên các cái trang web của đại sứ quán tại các nước sở tại để chúng ta có thể đăng ký được cho mình những suất bay về nước thông qua các cái chuyến bay hồi hương ha. Còn hiện tại thì các cái đường bay quốc tế thương mại thì gần như là đóng cửa và chưa được mở lại. Theo như dự kiến, trước khi mà có dịch Covid đợt 2 bùng phát thì chúng ta dự kiến là đầu tháng 8 sẽ mở lại. Tuy nhiên thì không ngờ rằng là những cái người mà bên Trung Quốc người ta vượt biên qua đây và mang cái dịch bệnh khiến cho Đà Nẵng bùng phát, và từ Đà Nẵng lây lan ra rất nhiều cái tỉnh trên
đất nước của chúng ta và khiến cho cái đường bay quốc tế của chúng ta là đã bị hoãn lại, và đến nay thì đã cuối tháng 8 rồi vẫn chưa được phép mở lại. Khá là nhiều cái kiến nghị mở lại đường bay quốc tế, nhưng mà bên Bộ Giao thông Vận tải cũng như Cục Hàng không cũng đang tính toán những phương án rất là cụ thể để đưa ra những cái đề xuất, những cái lộ trình, rồi phải có cái ý kiến của bên Bộ Y tế cũng như là Bộ Quốc phòng và các bộ khác góp ý vào nữa. Thì sau khi mà trình xong các bộ đó thì thông qua Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định là có cho phép mở lại cái đường bay quốc tế hay không. Thì cái này thì còn là vấn đề thời gian cũng như khả năng chúng ta đàm phán với các nước, và cái khả năng mà chúng ta phải dập dịch được trong nước thì sớm sẽ mở lại cái đường bay quốc tế thôi, thưa quý vị. Thì đến đây thì bên Việt Nam cập nhật cái tình hình ở sân bay Tân Sơn Nhất cho quý vị xem, một cái khung cảnh khá là ảm đạm và một buổi chiều hoàng hôn như vậy, để quý vị có thể nắm rõ tình hình và có thể chủ động thời gian để chúng ta sắp xếp những kế hoạch khác cho chúng ta khi mà chúng ta chưa về được Việt Nam đó quý vị ha. Đến đây thì Mini Việt Nam xin tạm dừng clip, xin hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.